SBTV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên những người làm chương trình xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Phản ứng của bà Phương Hằng khi thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã cập nhật thông tin cách đây vài giờ, tràn ngập trên các trang báo của Việt Nam đã đồng loạt đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi báo chí đưa tin, khán giả và những người theo dõi drama này đang vô cùng tò mò phản ứng của nữ CEO sẽ ra sao. Và không phải đợi quá lâu, mới đây nữ CEO Đại Nam đã phát đi thông báo như sau. Quý vị thân mến, chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. 17 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tôi sẽ livestream trên hai tài khoản YouTube và TikTok. Danh dự của tôi nói được là làm. Tôi sẽ kiện ra tòa án quốc tế và sẽ có công hàm gửi tới lãnh sự quán Việt Nam. Và đồng thời tôi cũng xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Nếu chúng tôi có tội, vậy thì đề nghị trục xuất chúng tôi ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Phương Hằng. Dù chưa rõ sự tình nội dung chiều nay bà Phương Hằng livestream sẽ là gì, nhưng chúng tôi phỏng đoán sẽ xoay quanh nội dung thông tin bà bị hoãn xuất cảnh, đồng thời là thông tin từ bỏ quốc tịch Việt Nam để xử lý vụ việc theo luật pháp quốc tế. Nhận xét về phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng, riêng cá nhân chúng tôi nghĩ pháp luật đúng sai thời điểm hiện tại ta không thể kết luận, nhưng xét ở góc độ dám đối diện với sự thật, dám chơi và chơi một cách quân tử, thì không ai có thể qua mặt được vị doanh nhân này. Không giống như Đức Hiển, Hà Ni, hay giới các ca nghệ sĩ dính án tìm cách trốn tránh ở ẩn, không dám đối đầu với truyền thông, thì vị doanh nhân này vẫn xuất hiện đối mặt để người hâm mộ bà không phải thất vọng. Dự đoán buổi livestream chủ này sẽ có rất nhiều tin nóng. Ta hãy cùng theo dõi bước đi tiếp theo của nữ siêu đại nam, và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ việc lần này. Vì vậy, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức nhanh nhất. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh hiểu sao cho đúng. Thưa quý vị, hôm nay tràn ngập các trang báo chính thống là thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh. Đưa bài sớm nhất có lẽ là trang báo pháp luật online của Phó Tông Hiển, biên tập Nguyễn Đức Hiển. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi đọc bài viết của tờ báo này. Sau đó thì cùng nhau phân tích để hiểu cho đúng bản chất của vấn đề này nhé. Sáng ngày 11 tháng 3, nguồn tin riêng của báo pháp luật online Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ cho việc xác minh điều tra đơn thư tố cáo. Và lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng cho biết, các cơ quan tố tụng của tỉnh đang tập trung xử lý vụ việc. Ngày 9 tháng 3, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo nội dung đơn kiến nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2021, ông Hiển đã gửi đơn kiện tố giác. Tiếp đó, ngày 17 tháng 11 năm 2021, ông Hiển tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, hành vi vu khống, hành vi làm nhục người khác tại điều 156, 155 và 331 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Từ sau khi gửi đơn, cơ quan điều tra đã làm việc hai lần với ông Hiển để giải quyết đơn tố giác. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng hết thời hạn giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm, nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả để giải quyết. Trong thời gian này, bà Phương Hằng tiếp tục tăng cường số lượng tần suất phát trực tiếp trên mạng xã hội để nhục mạ vu khống ông Hiển và nhiều người khác. Và được biết, cùng với đơn kiến nghị của ông Hiển, bà Đặng Thị Hà Ni, ca sĩ Viu Anh cũng có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng phản hồi kết quả đối với tin báo tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Và hiện nay có 6 người có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Anh Công Vinh, nhà báo Hà Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. 6 người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trao đổi với phóng viên ngày 9 tháng 3, đại diện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ việc liên quan đến đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh. Và vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ. Khi nào có thông báo chính thức sẽ thông báo cụ thể cho các bên liên quan và cơ quan báo chí được biết. Trong một số buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tuyên bố sẽ ứng xử với các cáo buộc pháp lý bằng tư cách của một người nước ngoài vì bà là người có song tịch. Thậm chí bà Phương Hằng còn dọa sẽ mời luật sư quốc tế như lãnh sự quán nước ngoài can thiệp và có thể thuê vài chiếc máy bay để chở hết tài sản ra nước ngoài. Vừa rồi là toàn bộ nội dung bài viết và thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh.
Thông tin này thật sự với cá nhân chúng tôi nghĩ thì không có gì quá bất thường, vì chiếu theo quy định tại Điều 124 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 có quy định đối với người hoãn xuất cảnh. Thứ nhất, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Mặc dù đây là những người chưa bị khởi tố hình sự, nhưng là người bị người khác tố giác về hành vi phạm tội, hoặc hành vi có dấu hiệu phạm tội, hoặc bị cơ quan tổ chức kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố hình sự. Mà qua việc kiểm tra xác minh sự việc bị tố giác kiến nghị khởi tố đó có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm hoặc xét thấy cần ngăn chặn việc người này trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Thứ hai, bị can, bị cáo đây là các đối tượng đã bị khởi tố hình sự, những người được tại ngoại điều tra, truy tố, xét xử hoặc chờ thi hành án, và họ đang có các hành vi chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài nhằm trốn tránh việc bị xử lý hành vi phạm tội hoặc trốn tránh việc thi hành án. Trường hợp của bà Phương Hằng, theo cá nhân chúng tôi nghĩ là người đang bị tố giác vì rõ ràng hiện nay có 6 công dân trong sạch, niềm tự hào của đất nước theo người đen là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hà Ni và bà Đinh Thị Lan đang tố cáo kiện bà Phương Hằng với tội danh vu khống, thì một người đang bị kiện, bị cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra cũng là điều tất nhiên. Và chúng ta nên nhớ đây cũng chỉ là trong giai đoạn điều tra và tạm hoãn xuất cảnh chứ không phải là đã có kết luận. Là bà Hằng là người có tội nhưng cũng cần phải bình tĩnh xem xét vấn đề, tránh tâm lý hoang mang. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, 6 vấn đề thiếu chuẩn của Hà Ni đáng lên án. Thưa quý vị, Hà Ni, cô nhà báo hết thời, vô duyên vô cớ nhảy bổ vào drama của bà Nguyễn Phương Hằng một cách bất chấp, hiện nay đang phải lãnh hậu quả cho những gì mình đã gây ra. Khi thẻ nhà báo luật sư bị tước sạch, đi đến đâu cũng bị dân chúng tẩy chay hồ vàng, nhà báo hai mặt luật sư bẩn, âu cũng là cái sự trả giá cho những gì trái với đạo đức nghề nghiệp và đạo đức con người mà Hà Ni xứng đáng phải lãnh. Và tổng kết những việc làm của Hà Ni, ban biên tập rút ra 6 vấn đề thiếu chuẩn của Hà Ni khi cô nàng này gây hấn trong drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất, Hà Ni khen đám gân sĩ xô chậu, kêu gọi từ thiện. Ban biên tập chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, vì kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào trong lúc khó khăn là việc nên làm, nhân văn ý nghĩa. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng tình với việc cô thách đố bà Phương Hằng kêu gọi được nhiều tiền như nhóm gương sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. So sánh như vậy là khập khiễng, không công bằng khi một bên là doanh nhân, một bên là người của công chúng, hai công việc đặc thù khác nhau. Cô yêu cầu như vậy là không chấp nhận được. Và thứ hai, Hà Ni cố tình không hiểu bản chất, mục đích, vấn đề, hay hiểu nhưng cố tình leo lái dư luận CEO Đại Nam và người dân không hề chỉ trích và nói việc kêu gọi từ thiện. Cái mà bà Phương Hằng và đại bộ phận quần chúng lên tiếng phê phán chính là hành vi kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch, có dấu hiệu nghi ngờ, ăn chặn từ thiện để đòi công bằng cho nhân dân. Bà Hằng chẳng phải đã từng khen nghệ sĩ Quỳnh Linh hay sao? Mặc dù Quỳnh Linh cũng kêu gọi từ thiện đấy, nhưng nam nghệ sĩ kêu gọi giải ngân bài bản thì bà ấy có cớ gì đâu mà chỉ trích lên án. Vì vậy đừng có tình hiểu sai bản chất, mục đích của vấn đề. Thứ ba, Hà Ni tố bà Hằng tố giác mà không có bằng chứng. Vậy chúng tôi xin hỏi ngược lại, bằng chứng nào cô cho rằng bà Phương Hằng không có bằng chứng? Và thứ tư, cô Hòa Hê khi các gương sĩ thoát án, bà Hằng bị nhận đơn vụ việc. Lần này Bộ Công an đã có câu trả lời, nhưng lưu ý với khán giả, nghệ sĩ thoát án chứ không phải họ trong sạch và vô tội. Còn ở phía bà Phương Hằng, những điều bà nói đã có rất nhiều điểm đúng khi không thể nào gọi là vu khống. Cái đúng thứ nhất là Hoài Linh, ẻ 14 tỷ suốt nửa năm không giải ngân, đợi CEO Đại Nam lên tiếng mới vội vàng ra miền Trung giữa trời nắng, đi tặng mì tôm và áo phao. Cái đúng thứ hai, nhờ có drama này chúng ta mới biết được Thủy Tiên sử dụng tiền của bá tánh một cách vô tổ chức, chi tội vạ. Cái đúng thứ ba là phát hiện hàng loạt các ca nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, không giải ngân, không công bố tiền thu vào, không công bố chi tiết chi cho những ai và mua những gì, và thậm chí còn kêu gọi vào số tài khoản cá nhân, điều mà nhà nước nghiêm cấm. Và cái đúng thứ tư là nhờ có drama này mà nhiều văn bản về các hoạt động kêu gọi từ thiện, chấn chỉnh báo chí, đạo đức nghệ sĩ mới được ra đời. Vấn đề thứ năm, Hà Ni nói đòi bà Hằng sao kê quỹ hàng hữu. Bà Hằng yêu cầu giới gương sĩ sao kê từ thiện minh bạch. Thì khi này Hà Ni đã bẻ ngược lại yêu cầu bà Phương Hằng cũng phải sao kê quỹ hàng hữu. Hai điều này hoàn toàn trái ngược nhau mà cô YouTuber cũng nghĩ ra để bắt bẻ thì hay thật. Khi một bên là kêu gọi tiền của bá tánh, một bên là sử dụng tiền túi mà cô cũng quy trục đòi sao kê. Thứ sáu, Hà Ni tố ông Dũng cướp đất của người dân Bình Dương. Trong nhiều video, ông Dũng bà Hằng cho biết, Hà Ni tố cáo ông Dũng đã cướp đất của người dân Bình Dương để xây dựng khu công nghiệp. Và nếu đây là sự thật thì tội này khá nặng cho Hà Ni, vì vu khống cá nhân, vu khống doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cả một công ty nghìn tỷ, mức độ nguy hại rất lớn. Vấn đề này thì ông Dũng cũng đứng ra làm đơn khởi kiện cô ấy. Và chúng ta chỉ việc ngồi xem cơ quan chức năng giải quyết thế nào thôi.
Vừa rồi là 6 vấn đề Ban biên tập cảm thấy thiếu chuẩn cho phát ngôn của Hani. Vậy còn quý vị khán giả, quý vị còn thấy vấn đề nào cần bổ sung không? Hãy đóng góp ý kiến xây dựng với chúng tôi nhé!